với những người tự mình bố thí nhưng không khuyên người khác bố thí thì được cái phước giàu sang nhưng mà không có gia nhân, tức là không có người hầu. Cho nên quý vị nói số tôi sao khổ, làm gì cũng tự làm hết, không có ai hết, thì mình biết rằng mình cũng đã từng có bố thí, mình có tiền của, nhưng mình không khuyên người khác bố thí, cho nên là không có gia nhân. Thì Ngài mới nói tiếp là nếu người nào tự mình không bố thí nhưng mà khuyên người khác bố thí, tiền của túi mình thì không dám bỏ ra nhưng mà kêu người khác thì được, thì người đó không có giàu nhưng mà có gia nhân. Quý vị thấy có những người vẫn có người hầu, người giúp vậy, nhưng mà của tiền không có. Rồi Ngài nói tiếp, người nào tự mình không bố thí mà còn không khuyên người khác bố thí nữa thì như vậy đã nghèo rồi mà còn không có ai bên cạnh hết, không có người nào bên cạnh hết, cuộc đời cô độc khổ đau. Thì ít nhất quý vị ngồi đây cũng có người ngồi bên, thì chứng tỏ thì mình cũng có chút bố thí chứ không phải là mình tệ. Thì Ngài mới nói tiếp, người nào vừa bố thí mà vừa khuyên người khác bố thí nữa, ví dụ quý vị nói ngày mai có đi bộ này, từ thiện này, tự mình đi, mình kêu người khác đi nữa là mình vừa được có phước, mà mình kêu người khác nữa là mình được giàu, rồi làm gì có người hầu, người giúp đỡ, làm cái gì cũng có gia nhân cái bên hết. Là cái đó Đức Phật nói nha quý vị, trong kinh điển Đức Phật nói. Thì sau khi Ngài nói như vậy thì thật ra đến bản thân chúng Hiếu khi mà đọc cái này mình cũng giật mình. Mình nhiều người cứ than nó tại sao mà số tôi có tiền của nhiều mà cô độc. Là tại vì mình chỉ tự biết bố thí thôi nhưng mình không khuyên người khác. Cho nên dù mình sống trong đống tiền nhưng mà sống cô độc, cô đơn, không có ai hết. Cho nên quý vị ráng hú người khác, tu hú người khác làm thiện. Gọi là tu hú đó. Đó đó, mình hú thêm được người khác nữa, chở người khác đi nữa, thì cái đó là quý vị vừa có được cả hai. Còn mà mới một mình tự mình không là chấm một phần thôi. Thì sau khi mà nghe Đức Phật giảng như vậy thì có một vị thí chủ ở trong hội chúng nghe pháp á, mới về tự mình phát nguyện thỉnh Đức Phật tới nhà cúng dường. Và hôm đó ông về, ông đi nguyên một làng, ông kêu gọi một gia đình tài trợ cúng dường 5 vị, 10 vị, 500 vị, 100 vị, tùy sức của mỗi gia đình. Thì có một gia đình đó hai vợ chồng rất là nghèo, nghèo đến nỗi mà người ta gọi là ông hoàng nghèo, nghèo quá đó. Thì ông mới đến, ông khuyên là ông nên bố thí đi, nên cúng dường một vị tỳ kheo cũng được. Thì ông này nói rằng bản thân tôi còn không có ăn, lấy gì bố thí. Thì lúc đó thì ông mới giải thích thêm á, ông nói với gia đình ông hoàng nghèo rồi đó, nói là ông thấy rằng bản thân ông tại sao nghèo mà người kế bên tại sao họ giàu, là tại do ông không biết bố thí. Vậy thì tại sao đây là một cái cơ hội mà ông không làm? Thì lúc đó hai vợ chồng mới ngộ ra, mới hiểu là mình nghèo là tại vì như vậy. Cuối cùng hai vợ chồng đi làm mướn, xin đi làm mướn và có được một số tiền về cúng dường. Mà quý vị biết, khi mà cái ông mà đi kêu gọi của bố thí đó, ai mà ví dụ tôi tài trợ cúng 3 tỳ kheo, 5 tỳ kheo, 10 tỳ kheo thì ông viết trên một cái lá bối. Còn ông này á, có một cúng có 1 tỳ kheo thôi, thì ông này nói chắc không chắc, mà có 1 vị thôi không cần viết. Cuối cùng tới ngày cúng dường, ông này không có danh sách, đã chuẩn bị nấu thức ăn hết rồi mà không có danh sách. Thì lúc bây giờ cuối cùng ông mới nghĩ rằng cách bây giờ chỉ còn Đức Phật. Đức Phật là không nằm trong cái danh sách đó, cho nên là tới đem bình bát tới thỉnh Đức Phật. Mà có bao nhiêu người muốn tới cúng dường Đức Phật mà không được, nhưng mà cái gia đình ông hoàng nghèo này tới thì Đức Phật chấp nhận đưa cái bát của mình cho cúng dường. Thì nhờ cái phước báu mà cúng dường Đức Phật, quý vị biết là cái ngày sau, cái ngày mà cúng dường Đức Phật thì nhà ông tự nhiên có những cái của báu nó rơi xuống trong nhà rất là đầy, và ông trở nên giàu có. Cái phước hiện tiền luôn quý vị, ông trở nên giàu có. Và sau khi ông xây nhà xây cửa, và thời gian sau khi già ông chết, sanh vào một gia đình hưởng ở phước ở cõi trời rồi, và sanh vào một gia đình, sau khi hưởng phước cõi trời, sanh vào một gia đình giàu có. Gia đình đó là đại thí chủ thân cận với trưởng lão Xá Lợi Phất, và sanh ra một đứa con trai quý vị. Mà khi mà bà mang thai á, là tự nhiên trong lòng cứ muốn cúng dường. Khi mà mang thai cái đứa bé đó là tiền kiếp, đó là đâu quý vị mà ông hoàng nghèo đó quý vị, trong lòng cứ muốn thỉnh Phật chư tăng để cúng dường. Và bà đã làm rất là nhiều, và sinh đứa bé ra. Ai mà
ví dụ khó khăn, khó chịu hay là cái gì đó mà gặp đứa bé này tự nhiên được tốt đẹp hết, nhờ cái công đức quá lớn được cúng dường Đức Phật. Thì sau đó đứa bé này 7 tuổi nó đã xin cha mẹ đi xuất gia. Là quý vị biết cha mẹ cũng đồng ý, tại vì là người Phật tử mà, là người tín ngưỡng đạo Phật. Khi mà đến cho ngài Xá Lợi Phất làm lễ xuất gia, thì một hôm ngài Xá Lợi Phất mới dẫn chú Sa Di này đi khất thực á. Đi khất thực thì thấy một người tự nhiên có một cái kênh mà nước nó dẫn ra ruộng. Khi mà nước nó dẫn ra ruộng thì chú Sa Di mới hỏi rằng: bạch thầy, cái nước này làm sao mới ra được ở ruộng này, tự tự nước nó đến hay là tại sao? Thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất mới nói rằng: cái này là do con người, nước nó không tự chảy ra ruộng này được, mà con người làm cái rãnh, làm cái mương để dẫn nước này ra ở ruộng, để cho nước ra lúa tốt đẹp. Thì lúc đó chú Sa Di mới nhỏ, còn 7 tuổi thôi mà có cái tư tưởng nói rằng: vậy thì nước nó vô tư mà con người mình điều khiển được, thì tại sao con người không tự điều khiển cái tâm của mình để được chứng quả giải thoát? Thì lúc đó thầy mới giật mình, ngài Xá Lợi Phất mới nói: một đứa bé mà có tư tưởng quá quá là siêu phàm. Thì đi một hồi nữa, thấy một người đang hơ cái mũi tên đó quý vị, để bẻ cong cái cung á, làm cái cung bắn á. Thì thầy chú tiểu cũng hỏi, thì Xá Lợi Phất cũng giải thích là cái cây tự nó không có thể thành cái cung tên được, mà do con người mình uống nó mới thành cái cung tên. Thì lúc đó chú Sa Di cũng nói rằng là: vậy thì tại sao con người mình làm được cái cung tên, thì tại sao không tự điều cái tâm mình để được chứng quả giải thoát? Lần thứ ba vị Sa Di này thấy nữa, thấy một người đang đục một cái gỗ để làm một bánh xe. Quý vị, người Ấn Độ ngày xưa là hay đi xe bò đó quý vị, cho nên làm bánh xe gỗ. Thì chú Sa Di cũng thắc mắc, cũng thầy cũng giải thích như vậy, thì chú cũng nói rằng: con người tự mình điều được cái bánh xe, làm được cái bánh xe, tự khắc gỗ làm được bánh xe, thì vậy tại sao không điều cái tâm mình để được giải thoát? Thì lúc đó chú Sa Di mới thưa với thầy: con muốn đi về, con không có đi tiếp tục khất thực nữa, con cũng muốn đi về. Thì thầy hiểu được là chú Sa Di này chắc chắn sẽ chứng ngộ, cho nên đưa chìa khóa cho về, mở cửa thất đi vào. Quý vị biết khi vị này vào ngồi thiền trong thất á, trời đế thích biết được, cho nên là chặn mặt trời lại, không cho đi, không cho chạy nữa, chặn mặt trăng lại, không cho mọc lên ban đêm, chặn mặt trời lại, không cho lặn, rồi cho tứ thiên vương hầu xung quanh cái thất, rồi chim thì ngăn không cho hót, chỉ có lá rơi thôi. Và chỉ cần trong một vài giây phút ngắn, vị này quán chứng được tam quả, tức là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A La Hàm. Và sắp tới giờ để chứng quả A La Hán, thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất cũng nhận thực phẩm để đem về. Thì Đức Phật biết được, ngài mới tới cản, ngài giả bộ tới hỏi Xá Lợi Phất chuyện này chuyện kia, để đừng vào trong thiền thất cản trở cái sự chứng ngộ của chú Sa Di. Thì sau khi Đức Phật biết chú đã chứng quả A La Hán rồi, thì Đức Phật mới cho vào, đem thức ăn vào. Thì lúc đó là quý vị biết là khi mà chứng quả rồi, vị này chú Sa Di ra thọ nhận thức ăn á, thì lúc bây giờ mặt trời mới lặn xuống, trời tự nhiên tối hẳn, rồi mặt trăng hiện lên. Thì lúc đó mọi người chư tỳ kheo mới ngạc nhiên, nói ngày nay mặt trời lặn quá trễ, tới giờ này mà mặt trời mới lặn tức là quá lâu. Thì lúc đó Đức Phật mới nói nguyên nhân á, nguyên nhân là do cái duyên công đức tu tập của vị Sa Di này, nhờ tiền kiếp từng bố thí cúng dường, nhờ cái phước tu tập ngày hôm nay, cho nên Đức Phật mới nói pháp cú thứ 80. Cho nên nhiều khi quý vị đặt vô cái câu 80, tự nhiên Đức Phật dạy: người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc uống gỗ, bậc trí nhiếp tự thân. Là tại sao ngài mới nói pháp cú này? Nhiều khi mình đi các chùa mình thấy kêu pháp cú rất là nhiều, thì ngài nói pháp cú này là do chú Sa Di thấy ba điều: nước, cung tên và gỗ. Thì chú Sa Di mới nương ba cái pháp này để chứng ngộ, để tu chứng ngộ. Mà mình nhiều khi mình đi mình thấy cảnh nghèo, quý vị thấy không, tự nhiên trong lòng mình khởi lên một cái tâm từ bi, cái từ đó mình về mình không dám phung phí nữa. Cái đó là quý vị cũng đã chứng ngộ một chút rồi đó. Quý vị đi ra đường thấy ai khổ quá, hôm đó quý vị định lấy cái tiền đó đi chơi, đi nhảy nhót với bạn bè, tự nhiên thấy người khổ quá, quý vị sực nhớ lại
nó tại sao mình phải đi nhảy nhót chơi bời trong khi người khác khổ quá, tự nhiên quý vị ngưng lại, quý vị không làm nữa, mình lấy cái tiền đó bố thí. Thì giống như chú Sa Di này, quý vị thấy ba cái điều đó tự động là về để quán, để chứng ngộ. Thì đó là một cái duyên mà để ngài nói pháp cú này. Câu cuối cùng ngài kết là: những người cung tên thì uống mũi tên, những người làm bánh xe thì lo đục đẽo, những người trị thủy thì lo dẫn nước, còn người trí thì lo nhiếp phục tự thân mình. Tức là ai mà nhiếp phục được tự thân đó là người trí. Cho nên kể quý vị một cái ý này để mình thấy là mình nhiếp phục bằng cách nào, mình cách nào để mình luôn nhiếp phục, để mình là kẻ trí. Là có một cái quán ăn đó, hôm đó đang cái bàn, những người khách đang ngồi ăn trong cái bàn, có một con bò hung đó, quý vị, nó bay được á, tự nhiên nó bay vào, nó đậu trên vai của một người khách thứ nhất. Vị đó sợ quá, nhảy lên lắc lư mà la lên, thì con bò hung đó nó bay qua người thứ hai. Rồi người thứ hai làm gì nữa quý vị? Cũng la làng lên, rồi nhảy nhót sùm la lên. Thì nó con bồ hung nó nhảy tiếp qua người thứ ba, là lúc đó nguyên cái bàn đó nó rộn lên luôn và ồn náo cả một cái tiệm. Thì lúc đó cái người bồi bàn đó, cái người mà phục vụ trong tiệm đó, mới bình tĩnh đi ra. Vừa đi ra thì con bồ hung đó nó cũng bay qua cái vai của cái người phụ việc ở người bồi bàn ở đó. Thì vị đó, cái vị biết, rất là bình tĩnh, từ từ, không la không hét như những người đó nữa, mà từ từ đi ra khỏi cửa. Khi mà ra khỏi cửa rồi thì vị này chạm cái tay, chỉ cần đụng nhẹ và con bồ hung đó nó bay, và cái lúc đó cái tiệm trở nên yên lại. Thì quý vị biết là lý do tại sao, tức là để cho mình thấy một cái điều là trong cuộc sống này mình gặp, nếu như bản thân chúng ta là mình đổ thừa là hôm đó cái tiệm ồn là vì đâu, quý vị sẽ nói là sao? Cái tiệm nó ồn là tại con bò hung. Chắc chắn ai chúng ta cũng nói hôm nay đi ăn cái tiệm nó ồn ào sùm hết, tại cái con bò hung nó nhảy qua người này, nó nhảy qua người kia, nó bay qua người này, nó bay qua người kia. Chắc chắn chúng ta ai cũng sẽ nói như vậy. Nhưng mà mình quên một điều, cái đó nguyên nhân không phải cái con đó, mà nguyên nhân là do mình không biết tự điều. Cho nên mình học được cái câu là mình nói cái câu mình gặp chuyện gì khó khăn trong cuộc đời này, mình đừng có phản ứng mà mình phải ứng phó. Phản ứng với ứng phó nó khác nhau hay giống quý vị? Phản ứng tức là theo bản năng tự nhiên. Nếu mà mình hay sợ, mình gặp cái gì tự nhiên mình la liền. Còn ứng phó là gì? Mình dùng cái trí để mình đối với nó, mình đối trị với những cái mà nó đến với cuộc đời mình. Ví dụ ở nhà hôm đó quý vị, ông vợ nấu cơm bị nhão, cái ông chồng chạy ra chửi sùm. Nói bà hôm nay hư, chắc là mê phim hoặc là mê nói chuyện, làm gì mà để cơm nhão. Tự nhiên hai vợ chồng gây lộn. Cái đó là mình không biết ứng phó, mà mình chỉ phản ứng tự nhiên của dùng bản năng tự nhiên của một con người phàm đầy tham sân si. Cơm nhão là cái ý mình rồi, là sân liền. Còn nếu mình biết ứng phó thì sao? Lúc đó mình nói, ô hôm nay ăn cơm nhão ngon nha, ăn đỡ nhai nè, tự nhiên gia đình sẽ rất vui. Và hôm đó người vợ lỡ nấu miếng canh mặn, mình nói lâu lâu ăn mặn bữa là cho nó đậm đà. Tự nhiên nó khác liền, cái cách ứng phó nó rất quan trọng. Đó là cả trí, mình biết tự khắc phục mình. Mình đừng bao giờ đổ thừa tại hoàn cảnh. Ví dụ quý vị đi đâu nói tới chỗ đó, trời ơi hàng xóm sao ồn ào quá, mình đừng đổ thừa hàng xóm, mà mình phải nghĩ rằng tại mình chưa biết điều phục, mình chưa có khả năng để ứng phó với những cái nghịch cảnh. Cuộc đời này nó nhiều nghịch cảnh lắm quý vị, nó không phải như nó theo ý mình đâu, mà nó theo cái duyên, nhân duyên nó xảy ra như vậy là như vậy. Nhưng nếu mình có trí, mình biết chuyển hóa, mình bước tự điều phục mình, thì chắc chắn công việc nó sẽ nên tốt đẹp. Cho nên quý vị gặp một cái chuyện gì đó, nếu mình ứng xử tốt, cái giữ được cái tình đẹp. Còn quý vị nói gặp cái cô đó, gặp cái ông đó, bữa trước ổng chơi xấu tôi, hôm nay gặp lại tôi sẽ chơi lại cho ổng biết, chơi lại cho bà biết, tự động tự nhiên nó sẽ sanh ra thù oán. Còn đó là quý vị phản ứng đó, gọi là phản ứng. Ví dụ đang đi vậy, quý vị đi đang chật chật, hai người đụng nhau một cái, một người không có biết tu, không có biết tự điều phục mình, sẽ nói rằng
bà đi sao vô duyên, mắt đuôi không thấy đường. Và tự nhiên mình, cái đó là bản năng tự nhiên của một con người, mình còn đầy tham sân giận si mê. Còn nếu một người cải trí, mình có tự điều phục mình có chánh pháp, mình có ruột rửa tâm rồi, tự nhiên mình sẽ cười tự nhiên lắm, mình không có một cái phản ứng gì hết, là mình biết mình có tu rồi đó, mình là người có trí. Quý vị đi làm trong tiệm, quý vị làm trong hãng xưởng, quý vị gặp nhiều đúng không? Gặp rất là nhiều, gặp nhiều người khách rất là khó chịu. Vào là đòi hỏi cái này, đòi hỏi cái kia, mình nhận không được mà nó đi tiệm khác ăn đi. Là tự nhiên nó tạo cái sự ác cảm liền. Nhưng đó là một cách đối ứng, cách phản ứng tự nhiên. Nhưng nếu quý vị dùng cái trí để mình điều phục những cái dục vọng, những cái tham vọng, những cái hẹp hòi ích kỷ trong lòng của mình, thì tự nhiên lúc đó mình cũng sẽ cười nhẹ nhàng, mình vẫn nhẫn nhịn, thì biết là mình là kẻ trí, mình tu cao rồi. Quý vị, cuộc đời này mình gặp nhiều lắm quý vị, gặp nhiều khó khăn lắm, đi gặp rất là nhiều. Nhưng mà gặp ông nhất là chồng vợ mà già, quý vị thấy không, sẽ gặp rất là nhiều nhiều cái nghịch. Nhưng mà nếu mình nghe, mình vẫn cười, mình không sân lên, mình không chửi, không mắng, không giận, không rầy, không la, tức là mình biết ứng phó. Đó là kẻ trí, biết tự điều phục mình, đó là biết làm chủ chính mình, đó là được an lạc. Đây là một cái bài học rất là ý nghĩa. Cho nên quý vị nhớ cái câu, mình gặp bất cứ chuyện gì, mình đừng ứng phó, mình đừng phản ứng, mà mình làm gì? Mà ứng phó, thì cái đó là kẻ trí. Rồi quý vị có ai thắc mắc gì không? Quá hay rồi không? Tức là như cái lý của một vấn đề gì, nó có cái lý của nó, thì như cái mình theo cái lý đó, cái tự nhiên cái ý mình tác ra. Tác là tức là mình làm theo ý mình nghĩ theo cái ý mình gặp cái gì đó, tự nhiên cái ý mình nảy ra liền. Là như vậy mà ý mình sanh ra. Đó, hôm nay quý vị nhớ hai cái bài học đầu tiên, bốn điều đầu tiên ngài Phật Ca Diếp dạy là gì? Muốn có giàu mà muốn có gia nhân nữa thì phải gì? Và bố thí, mà vừa hú người khác bố thí, vừa tu vừa hú người khác tu, ha, là cái đó là mình có cả hai. Còn mà mình muốn giàu nhưng mà cô độc thì tự mình bố thí thôi, khỏi mình tự mình tu, không có kêu ai hết. Cho nên nhất có mấy chị mà chở người đi tu dùng là công đức lớn lắm nè. Đó là đó là cũng có, nhưng mà có gia nhân thôi, nhưng mà chưa có tu, chưa có tới thí thì không có được, không có được ấy. Nhưng mà chỉ có nhiều người thôi, mà làm được cả hai thì mới ngon. Thì cái thứ hai là quý vị nhớ, bất cứ gặp chuyện gì trong cuộc đời này, mình nhớ đừng bao giờ phản ứng. Mình kẻ trí là mình không phản ứng, mà mình phải ứng phó, đó là kẻ trí. Còn nếu mà mình phản ứng, đó giống như thấy con đó, quý vị, phản ứng liền. Nhưng mà mình phản ứng thôi, nhưng mà mình không làm ảnh hưởng người khác. Còn nhiều vị á, là sao la lên nữa rồi làm rối ren cái đội hình luôn. Là như vậy là gọi là phản ứng thô đó. Còn mà mình biết á, mình làm nhẹ nhàng thôi, âm thầm không ai biết hết. Cái đó mình vẫn có mình, tức là mình ứng phó đó, tức là mình làm nhẹ nhẹ, mình đẩy con muỗi đi thôi. Mình đừng có la lên, còn nhiều người làm cái bốp một cái là tự nhiên nghe tiếng ồn là ai cũng làm ảnh hưởng người xung quanh. Cho nên ở cuộc đời này, ở gia đình, ở xã hội, quý vị gặp rất là nhiều chuyện. Quý vị ứng phó nó như thế nào, đó là cách của một kẻ trí để được cuộc sống được yên bình. Thì trong lúc người mẹ làm bánh thì có mấy vị tỳ kheo, có một vị tỳ kheo đi khất thực, đi đến. Thì người mẹ mới lấy cái bánh đó cúng dường cho vị tỳ kheo. Rồi làm vị tỳ kheo này ăn ngon quá, đi ra đồn đồn ở ngoài á. Rồi cái ba thầy tỳ kheo khác tới nữa thì bao nhiêu cái bánh cúng hết rồi. Cuối cùng cô này phải ở lại tiếp, chờ tiếp. Thì cô này ở lâu quá, chồng nhắm về không, chưa về, chưa chịu về, tại vì chưa có quà. Tại vì cứ làm nhiều cúng dường hết trơn rồi, chưa chờ bấm quà cũng được. Thì chồng chờ lâu quá đi cưới vợ khác. Đi cưới vợ khác xong cô này mới tức. Cô biết tin đó, cô gái này nè, biết vậy mới tức, mới kiểu là cũng trách móc các vị tỳ kheo, là tại vì các tỳ kheo cho nên cô mới mất chồng.
là tại vì chờ với cái bánh mà bị các tỳ kheo tới khất thực mất hết bánh rồi, cho nên vì các tỳ kheo cho nên cô mới mất chồng. Thì cuối cùng Đức Phật biết cái tin đó, ngài mới đến để ngài mới hỏi là tại sao ta thấy con buồn dữ vậy, có phải là các tỳ kheo đến khất thực bánh rồi mẹ con cho bánh rồi làm cho con phải khổ không? Thì lúc này cô này mới tỉnh khi mà Đức Phật hỏi như vậy đó. Tại vì tới khất thực là xin mẹ của cổ chứ đâu phải tại vì lý do gì. Mình thì mình hay cái tâm lý con người mình hay kéo ra cái nguyên nhân tại vậy. Thì Đức Phật mới hỏi rõ một câu là có phải các tỳ kheo đến khất thực bánh mẹ ngươi đã cho và đã làm cho con buồn khổ hay không, đã làm chồng con bỏ con hay không? Thì thật ra nguyên nhân đâu phải là các tỳ kheo mà làm việc, nhưng mà tại chồng không bỏ là tại vì cổ không chịu về nhà. Thì cổ phải tính cách nào chứ, tại vì cho nên khi mà Phật hỏi vậy thì cổ ngộ và cổ mới chứng quả. Và Phật giải pháp cho cô nghe và cô đã chứng quả dự lưu. Cái chứng quả dự lưu theo mình hiểu quý vị là cũng phải giống như là chứng thần thông vậy đó, nhưng mà ngộ được cái chánh pháp của Phật để hiểu, để thanh tịnh, diệt bớt phiền não, dựa vào cái dòng thánh. Thì cho nên khi mà trên đường về, Đức Phật về gặp vua, vua mới hỏi rằng về cô con gái đó thì bây giờ ra sao rồi, có còn trách móc các vị tỳ kheo nữa hay không? Đức Phật nói cô đó hết rồi, bây giờ cô này đã có của cải xúc thế gian rồi. Của cải xúc thế gian là gì quý vị? Đó là cái chánh pháp, đó là sự an lạc giải thoát, cái sự an lạc trong tâm, thì cái đó mới có của cải xúc thế gian. Thì sau khi nói như vậy thì vua mới nói rằng vậy con sẽ cho cô này của cải thế gian. Thì vua mới đem về gửi tới cho cô một xe vàng bạc châu báu, rồi nhận làm con gái nuôi, rồi kiếm công tử già giàu kém phò mã. Thì có một người giàu có nhất trong vùng cưới về. Thì từ đó cô mới ngày nào cũng mở cửa trong thành của mình, trong cái chỗ mình ở đó, mở bốn cửa, ngày nào cũng làm bánh, làm tất cả các đồ cúng dường các tỳ kheo. Thì nhờ cái phước báu đó mà cho nên cô được ngày hôm nay. Cho nên cô phát nguyện là mỗi ngày đều kêu gọi thật nhiều các thầy, các vị tăng sĩ của thời Đức Phật kêu gọi để đến được nhận sự cúng dường. Thì các tỳ kheo biết vậy về mới bàn tán với nhau. Thì Đức Phật mới nói pháp cú thứ 82. Quý vị thấy ngài mới nói rằng như hồ nước sâu thẳm trong sáng không khuấy đục, cũng vậy nghe chánh pháp người trí hưởng tịnh lạc. Quý vị thấy sao? Như hồ nước sâu thẳm trong sáng không khuấy đục. Thì cái hồ nước sâu thẳm này là ai, chúng ta ai biết được, là ví cho ai? Ví cho tâm hả? Như hồ nước sâu thẳm trong sáng không khuấy đục, cũng vậy nghe chánh pháp người trí hưởng tịnh lạc. Cái này là ví cho người nào quý vị? Ví cho người. Người mà người gì? Thì cái này là ví cho người trí. Chưa ngộ phải không? Người trí mới hưởng tịnh lạc. Thì như hồ nước sâu thẳm, cái hồ mà sâu thì càng sao quý vị? Càng nước nó càng trong, càng lắng động, cho nên nước nó càng trong. Mà hồ nó sâu, nước nó trong thì sao? Rõ, rất là yên bình, mình soi vào mình thấy rõ hết. Thì người trí cũng vậy, người trí nghe chánh pháp. Cũng vậy nghe chánh pháp, người trí hưởng tịnh lạc. Cũng là nghe chánh pháp, nhưng mà người không biết nghe thì không có tịnh lạc nghe quý vị. Cũng vậy nghe chánh pháp, người trí hưởng tịnh lạc. Quý vị phải để ý cái câu này Đức Phật nói. Tức là ngài không nhấn mạnh là cũng vậy nghe chánh pháp người được hưởng tịnh lạc, không có. Người trí hưởng tịnh lạc, tức là người nghe bằng cách nghe của người trí thì mới có tịnh lạc. Thì quý vị phân biệt là cái nào là cách nghe của người bình thường. Mình nói cái người vô trí thì nó hơi không tế nhị chút, mình dùng cái từ người bình thường đi. Còn cái người trí họ nghe nó nghe khác, người bình thường nghe pháp nó khác. Quý vị thấy khác nhau sao? Người bình thường đi nghe pháp, ví dụ hôm nay thấy một thầy, một sư, cô nào đó nổi tiếng tới kéo ào ào đi nghe. Về nói ổ hôm nay thầy giảng sao, sư cô giảng sao, hay lắm, nhưng mà hay xong rồi chứng nào tật nấy không biết gì. Ta đi mình cũng đi thôi, có không quý vị? Nhiều lắm.
nghe ào ào cái vị đó là nhiều Phật tử tới là mình cũng đi, cũng thích thầy đó, sư cô đó, cũng thấy dễ thương, cũng thích. Nhưng mà nghe xong về, lỡ chồng bạn bè hỏi hôm nay thầy giảng sao, sư cô giảng sao, nó hay lắm, rất là hay, vui lắm. Rồi kể nhưng mà xong rồi cái chứng tham sân si cũng còn đầy luôn, không có một cái sự thay đổi. Là có nghĩa là mình chỉ nghe cái vọng ngoại thôi, dùng cái lỗ tai vọng ngoại để mình nghe thôi, chứ mình không nghe bằng cái tâm. Người trí mà nghe pháp hưởng tịnh lạc tức là phải nghe bằng, mình quán niệm, mình quay vào nghe bằng. Cho nên tại sao Quan Âm tu hạnh nghe lại tánh nghe của mình, tức là nghe bằng cái tâm. Ví dụ hôm nay quý vị đi nghe về, quý vị học được một câu gì đó, mình soi rọi lại. Ví dụ dạy hôm nay quý vị hướng dẫn chúng ta là không phải nhẫn nhục, thì ít nhất mình về mình phải soi lại, hoặc là trong quá trình mình nghe, mình quán chiếu, mình có nhẫn chưa trong ngày hôm qua, trong ngày hôm nay hoặc ngày hôm qua, mình có cái việc gì đó mình đã nhẫn được chưa. Nếu mình chưa nhẫn thì mình phải soi lại rồi mình thay đổi, thì đó mới là người trí hưởng tịnh lạc trong chánh pháp. Còn quý vị cứ nghe, nhiều vị đi nghe pháp dữ lắm, quý vị ngày nào cũng mở, hầu như là mở mỗi ngày nghe suốt, mà nói sao nghe hoài mà sao không thấy cứ chứng nào tật nấy, không có bỏ, là tại vì mình chỉ nghe cái bên ngoài thôi. Cái đó phải quý vị thấy vậy có đúng không? Thấm đúng không? Cho nên cái câu này Phật nhấn mạnh rất là hay, là người trí, người nghe chánh pháp thì người trí mới hưởng tịnh lạc, còn người bình thường mà mình nghe, chỉ biết nghe thì không có hưởng. Mà Phật tử mình nhiều lắm, chúng ta gặp nhiều lắm, mình đi nghe rất là nhiều và nghe mỗi ngày, nhưng mà cứ nghe xong biết hay, ồ vậy cái này hay quá, cái này chí lý quá, cái này phải quá, nhưng mà xong rồi thôi, mình không có xoay vào soi chiếu trong nội tâm của mình. Mình soi lại coi mình có như vậy hay không, mình đã được như vậy chưa, rồi mình thay đổi. Cho nên quý vị, có nhiều vị đó, nhiều khi vợ chồng mà cãi cọ nhau đó, nói là tôi thề kiếp sau không bao giờ gặp ông nữa, tôi thề kiếp sau, thề nhưng mà gặp ông năng nỉ hơi cái cũng xui. Mới kiếp này đã gặp rồi, chứ đừng nói kiếp sau. Quý vị thấy đúng không? Nhiều khi mình, tại vì sao? Vì mình nhiều cái tham sân tật đố nó nhiều, tập khí nó nhiều hơn cái chủng tử lành, cái tập khí xấu nó nhiều hơn. Cho nên là quý vị biết là nhiều khi nói con muốn, con không có sân, nhưng mà tại sao nó cứ sân? Là tại sao, quý vị biết tại sao không? Con muốn không có chuyện đó, con biết là con sai, con muốn không sân, nhưng mà tại sao nó cứ sân hoài? Không có điều ngự, không có điều phục, không điều ngự, không có hành. Tức là làm sao? Đó, mình chỉ nghe như nghe thôi, như qua lỗ tai này, qua lỗ tai kia, biết hay, mình cũng hiểu là như vậy, nhưng mà xong, hiểu xong rồi thôi, không có soi chiếu nội tâm của mình, không có thể nghiệm. Cho nên mình không có tịnh lạc, mình nghe pháp nhiều lắm mà không có tịnh lạc. Cho nên là con người mình, tại vì mình muốn nói, mình muốn không muốn sân, mình không muốn giận, mình không muốn ganh tị, mình không muốn đố kỵ, nhưng mà tại sao nó cứ nổi lên? Là do tập khí mình, nghiệp chướng sâu dày. Mà cái sâu dày mà mình không chịu nhổ nữa, mà mình cái lâu nay mình đi tu, mình nghe pháp, mình chỉ đè nó xuống tạm thời thôi, đè nó xuống thôi, giống như lấy đá đè cỏ thôi, mà mình chưa có nhổ tận gốc, chưa quán chiếu để mình nhổ. Cho nên ví dụ gặp một cái chuyện gì đó mà quý vị khởi tâm sân, quý vị khởi tâm tham, quý vị khởi tâm ganh tị đố kỵ, khi mà khởi lên quý vị quán chiếu liền, mình nói cái này không được, mình phải bỏ. Mình có một niệm bỏ, từ từ thì nó mới trong thành cái hồ nước trong. Giống như cái hồ nước đục, mà quý vị cứ bỏ một ngày một ít nước trong, cứ đổ vô suốt thì mỗi ngày một ít, thì từ từ cái hồ nó sẽ thành trong. Còn quý vị cứ bỏ tập khí xấu vô, tức là bỏ nước đục nữa, thì làm sao nó trong được? Cho nên không cách nào trong được. Cho nên là cái người trí nghe chánh pháp, người nghe chánh pháp thì người trí mới là hưởng tịnh lạc. Rất là quan trọng, cái ý này Phật dạy rất là quan trọng. Thời Đức Phật còn tại thế, quý vị có một vị tới hỏi Đức Phật là làm cõi nào là cõi bất sanh bất diệt. Quý vị biết cõi nào? Đó, cái đó là chưa thấm rồi, thấy không? Mà Tây Phương Cực Lạc, đã là cõi thì sẽ còn hoại diệt, không có phải Tây Phương, không có còn mãi cho quý vị ở đâu. Cõi đó chỉ là đã cõi thì sẽ còn bị hoại diệt, nó không bao giờ vĩnh hằng. Quý vị đừng nói sanh về Tây Phương là ở đó mãi, không có. Nó chỉ là một cái cõi sung, không có khổ đau thôi, rồi tiếp tục tu tập để được thành Phật. Đó, quý vị phải hiểu.
Không, cõi Tây Phương Cực Lạc cũng có. Nhưng mình hiểu Đức Phật nói đó, mình chưa thấy nhưng mà Đức Phật nói thì mình tin. Ngài Phật nói cái cõi đó nó không có khổ đau, chỗ đó chim nói pháp rồi tu tập, thì về đó mình tu ít khổ để mình tu tập. Nhưng mà đã cõi thì sẽ bị hoại diệt. Thì khi mà một vị hỏi Đức Phật cõi nào là bất sanh bất diệt, thì lúc đó Đức Phật mới trả lời không có một cõi nào ngoài cái thân sáu trượng của ông, ngoài còn cái thân bảy tấc của ông. Dùng cái từ đó là dùng cái thước đo của Ấn Độ, mình không có không có, nhưng mà cái nói chung nó không cao lắm đâu, nhưng mà cái ý Ngài nói ngoài cái thân bảy tấc của ông. Cái thân này là sự tập khởi, là thế giới, là kết tập nên thế giới, là sự kết thúc một một thế giới, và sự con đường đi đến kết thúc một cái thế giới này cũng là từ cái thân này. Cho nên nhiều vị sai lầm là cứ nói hủy diệt cái thân này cho rồi để mà sanh đi về cực lạc, ở ở đây khổ quá. Không có đâu có vị, khoan, đừng nghĩ cái đó là mình phải nghĩ bị lệch. Cực lạc trên kia mình chưa thấy, ở đâu mình chưa thấy, nhưng mà hiện tại mình cái đang có cái thân trân quý này, mình không trân quý nó để mình tu tập, mà mình cứ đạp bỏ nó. Cho nên Đức Phật nói tất cả phải từ cái tu tập của mình. Mà con người mình bị những cái chướng này, cuộc đời này quý vị biết là có ngũ trược rồi, quý vị nhớ rồi đúng không? Còn nhớ không? Là cái gì trượt? Cầu trượt. Kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt. Đó, vậy là nhớ rồi. Kỳ này kiếp trượt là quý vị hiểu rồi đúng không? Tức là cuộc đời này nó nhiều tai chứng đó, hỏa hoạn, binh đao, đó dịch, nhiều cái đủ thứ cái khổ hết. Hết cái dịch này không biết nó tới dịch 20 không, không biết nữa. Nó đủ thứ khổ hết, cho nên là cuộc đời này là kiếp trượt. Trượt là ô nhiễm, ô xấu, dơ bẩn. Cái dơ này không phải là bụi bặm đâu, cái dơ này là khổ đau. Là cái những cái khổ đau làm cho mình khổ. Còn kiến trượt là gì? Những cái nhìn sai lầm của mình, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Đó là kiến trượt. Rồi gì? Phiền não trượt. Là chúng sanh thì sao quý vị? Nhiều tham, sân, si, mạng, nghi, những cái phiền não nó trói buộc mình, làm cho mình khổ đau. Rồi cái gì? Chúng sanh trượt. Chúng sanh thì sao? Bất hiếu, ngỗ nghịch, bất kính, rồi làm những cái chuyện mà tà xấu thì có nhiều lắm. Chúng sanh đây quý vị thấy dãy đầy, trộm cắp, tham, đủ thứ chuyện hết. Rồi gì? Mạng trượt. Mạng thì quý vị thấy là tại vì cuộc tuổi thọ quý vị thấy rõ đúng không? Càng ngày càng giảm chứ không có tăng. Con người càng ngày càng giảm tuổi thọ, bây giờ không có được, cho nên gọi cái đó là mạng trượt. Đó là năm cái trượt đó, nó cũng là dẫn dắt mình. Nhưng mà nhiều khi mình cứ thấy vậy rồi mình nói là thôi bỏ nó, bỏ cái thân này ở đây khổ quá. Không phải, cái đó là do mình. Mình chuyển cái phiền não trượt thành cái bồ đề là mình có an lạc. Cho nên là rồi còn những cái mà cản trở con đường tu tập mình gọi là gọi là ngũ kết xử. Cái từ này quý vị nghe chưa? Chưa nói qua. Ngũ kết xử, năm cái nó kết chặt, nó làm cho nó sai khiến con người mình. Thứ nhất là tham kết. Thứ hai là sân kết. Thứ ba là tham sân mạng kết. Mạng là gì quý vị? Là ngã mạng, là kiêu mạng. Mạng kết. Thứ tư là gì? Là tật kết. Tật kết là gì quý vị, ai biết không? Là cái tật, cái tánh nữa. Tật tức là ganh tị, đố kỵ. Cái từ đó, cái từ là dùng vậy nhưng mà hiểu là nó là ganh tị, đố kỵ. Những cái đó là nó cản trở con đường tu tập, cản trở cái tâm thức để cho mình đạt tới trí tuệ giải thoát. Những cái con người mình ai cũng có những cái đó hết. Tại vì cái đời sống vật chất danh vọng ở ngoài nó lôi kéo mình. Và cái thứ năm là gì? Tật và sang kết. Sang là S A N. Quý vị biết chữ sang nghĩa là sao? Sang chứ phải sang. Sang, đọc đúng là sang. Dạ, sang. S A N. Chứ không phải sang trọng. S A N đó. Sang kết đó là gì? Đó là gì quý vị? Keo kiệt.
Cho nên quý vị tránh học cái từ này á, không có đó, không, tại sao mình cũng có dùng nó, không có. Thì quý vị để ý cái từ đó, nếu mà khi nào quý vị muốn nói người đó keo kiệt, tránh cái từ đó, nó bị đó san, san, phải nói cái từ đúng là san. Ít chứ không phải ép nha, ít. Thì cái đó là keo kiệt. Mình dùng một từ đó thôi, ai hiểu gì hiểu. Thì cái đó là gì? Những cái đó nó trói buộc mình. Tham, sân, kiêu mạn, ganh tị, đố kỵ, keo kiệt. Những cái đó nó cột mình. Nó cột mình cho nên là gây ra rất là nhiều khổ não. Cho nên Đức Phật mới nói trong kinh Trung A Hàm, một người nào buổi sáng nghĩ điều lành, làm điều lành, nói lời lành, người đó có được một buổi sáng an lành. Rồi có đó chuyển thành bài hát rồi quý vị, cái đó từ trong kinh Trung A Hàm Phật nói đó. Này các tỳ kheo, một người nào buổi sáng nghĩ điều lành, làm điều lành, nói lời lành, người đó có được một buổi sáng an lành. Mà mình thấy hôm đó mình ra mà nhiều khi mình cũng nói ổ sáng mình cũng đâu có làm gì đâu mà cũng gặp khổ. Có không quý vị? Cũng có. Là tại vì mình chất chứa nhiều rồi cho nên giờ mình phải đụng. Mà mình đụng thì mình không khởi. Chứ còn nếu mà quý vị nói tu á, quý vị ở trong phòng đóng cửa ngồi mình là không đụng chạm ai hết, là cứ làm suốt rồi. Mình không có tu, chưa phải là mình chưa biết cách tu rồi để mình không chịu hóa được. Nhưng mà mình gặp những cái chuyện họ kiếm chuyện mình á, mình vẫn nói lời lành, mình vẫn nghĩ điều lành, mình vẫn hành động lành, thì cái đó mình sẽ được an lành. Còn họ nói chửi cha mình chửi lại mẹ họ, ví dụ gì đó, hoặc là họ nói cái gì cái mình làm lại liền, là chắc chắn mình sẽ không có an lành. Cho nên nghe chánh pháp là chỗ này là quý vị phải suy nghiệm. Cho nên quý vị phải nhớ cái câu này Đức Phật nói là cũng vậy, nghe chánh pháp người trí hưởng tịnh lạc. Quý vị nói sao lâu nay con đi chùa, con nghe pháp nhiều, con tu nhiều mà con thấy con an lạc, rồi mình phải soi lại là mình chưa phải là người trí. Tức là phải nghe bằng cách chiêm nghiệm lại bản thân mình để chuyển hóa nó thì sẽ có an lạc. Còn quý vị nghe xong hôm nay nó ồ hôm nay hay thiệt, học hay lắm, xong rồi thôi. Cái khen hay là cái chuyện đó bình thường rồi quý vị. Nhưng mà xong mình phải chiêm nghiệm được là mình thấy được cái gì trong này, tức là Đức Phật phải dạy mình phải nghe, phải hiểu mình có những cái gì đó, những cái tánh hôm nay năm cái điều đó mình có hay không. Tham, sân, mạng, gì nữa, tật, san đó, tham sân si mạng keo kiệt. Nếu quý vị không nhớ cái từ tật san thì quý vị nhớ keo kiệt, đố kỵ, ganh tị, mình có hay không, mình còn hay không. Chắc là có ít, có nhẹ thôi quý vị, mình vẫn có mà nhẹ thôi. Xong rồi mình thấy như vậy mình bỏ nó. Đó, ví dụ mình sắp định chửi con mình sắp mắng chồng mình sắp mắng cháu mình, thì mình nhớ lại mình nên nói cái lời tế nhị chút, cái tự nhiên mình, đó là mình hưởng tịnh. Trí thức với là tỉnh thức có giống nhau? Trí thức với tỉnh thức, quý vị thấy nó khác. Tại trí thức á, là cái người nhiều khi mình có học thức nhiều, mình nắm những kiến thức bên ngoài mình thô thập, ví dụ đông tây nam bắc về thiên văn địa lý mọi thứ mình học mình hiểu hết. Còn tỉnh thức là gì? Là khi quý vị đang mê muội, nhiều khi những người học ôm rất nhiều kiến thức nhưng mà họ vẫn sân si, họ vẫn kiêu mạn, ôm nhiều kiến thức mà không có tỉnh thức á, làm sao không có trí tuệ, không có tỉnh thức, họ ngã mạn vậy lắm, họ nghĩ họ giỏi, họ nghĩ họ tài, cho nên coi thường những người khác. Còn tỉnh thức là gì? Khi mình thấy cái mình nói một cái lời đó làm người ta khổ, tự nhiên mình tỉnh thức lại, mình lần sau mình không nói nữa. Một cái hành động của mình làm cho người ta tổn thương, mình tỉnh thức lại thì mình lần sau mình không làm nữa. Cái đó là mình người trí biết suy soi xét. Cô thì nói là anh này giơ tay mà không chịu nói thì sao ráng chịu. Tôi nói là thời mặt pháp thì con nói con nghĩ theo như con nghĩ cái đó là tại vì chúng sanh mình tự mình nói như vậy, chứ con thấy chính pháp thì làm sao mà mặt pháp. Đúng rồi, ý vậy là đúng đó quý vị. Mặt hay không, Đức Phật nói chánh pháp nó còn hay không là do mỗi con người chúng ta. Dùng cái từ là nói như vậy là do con người mình. Bây giờ cái thế giới hiện đại vật chất đó, nó lôi cuốn con người mình nhiều quá. Cho nên những người mà tu nhiều, quý vị thấy là những cái nơi khổ họ tu nhiều hơn. Ở Mỹ này quý vị kiếm người đi xuất gia ít lắm.
tại vì con ít mà giàu sang sung sướng, mà con ít thì cha mẹ cũng không muốn cho đi tu. Bây giờ quý vị dám chắc có những vị bây giờ có một đứa cháu, một đứa con dám cho đi không? Nhiều khi không dám, nhưng mà có những người vẫn có chứ không phải không? Nhưng mà ít, cho nên là do con người mình làm cho chánh pháp nó bị mạt, chứ không phải là do cái thời này, không phải quy định cái thời này là mạt pháp, không phải, mà do con người của mình tạo ra. Bây giờ mình muốn không mạt pháp thì mình tu, mình học pháp nhiều, mình cùng kêu gọi những người tu tập để đưa chánh pháp vào trong cuộc đời này, thì chánh pháp nó không bao giờ mạt. Còn Hiếu Thư còn câu gì? Ai đặt ra thanh văn duyên giác? Thì thật ra là không phải là Phật đặt, quý vị. Giống như mình nói cái nhân quả, những cái pháp mà nhân quả luân hồi, cái pháp thập nhị nhân duyên, những cái pháp đó mặc nhiên nó có trong cuộc đời này. Đức Phật là người thấy được, thấy và ngài kể lại cho mình biết thôi, nói lại cho mình biết. Thì thanh văn duyên giác cũng vậy, đó là sự chứng ngộ nó đạt tới cái đó. Mình có thể dùng cái từ để mình dễ hiểu thôi. Giống như con người mình cũng vậy nè. Nói tên tuổi, thật ra nếu nói là ai cũng là gì, cái con người cũng là tự đặt tên người, mình tự đặt thôi, đặt cái danh của nó để mình hiểu, tại vì cuộc đời mình sống phải có ngôn ngữ, nhưng mà dùng ra một cái ngôn ngữ như vậy thôi. Ví dụ nói nhân quả là vậy đó, nhân quả luôn rồi, thì ngài hiểu rằng cuộc đời này nó sẽ có, nếu mà ai làm cái gì xấu thì có cái xấu, đạt được sẽ nhận được cái quả xấu, ai có cái làm việc thiện sẽ nhận được cái quả thiện. Thì tự nhiên đặt ra một cái từ gọi là nhân quả. Đó là cái ngôn ngữ thôi. Cái ngôn ngữ. Còn cái sự chứng ngộ là không ai đạt hết, mà do tự mình đạt tới cái mức độ đó thì có an lạc tới đó, thanh văn. Rồi duyên giác là người tự tu tập, tự tu ngộ, thì mình đặt ra, nhờ đó mới có cái ngôn ngữ gọi là độc giác. Còn có nhiều từ nữa, độc giác rồi cái gì, bích chi Phật, là những cái từ ngôn ngữ mình nói để cho dễ hiểu. Thì ngôn ngữ thì do mỗi thời đại người ta tạo ra. Còn cái sự chứng ngộ tới đó là không có phải đặt, mà tự mình chứng ngộ tới đó. Giống như những cái sự chứng ngộ của Đức Phật cũng vậy quý vị. Rồi hết thắc mắc ha.